Xin chào bác, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Thì cũng khá lâu rồi em không làm những video test hàng để gửi đi cho những bác khách hàng đã quan tâm ủng hộ bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Thì ngày hôm nay thì bên em cũng sẽ làm một cái video test hàng. Đây là cũng là cái đơn hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Một bộ sản phẩm đó chính là em Sure UX8 phiên bản đời đầu dành cho tất cả bác và anh em ưa chuộng. Cái dòng Sure UX8 này thì chắc chắn nếu anh em nào chơi hoặc là các bác nào chơi qua thì biết về cái dòng Sure UX8 này cực kỳ là chất lượng. Đây là một trong những con mic rất là hay trên thị trường nhé, được rất nhiều các bác và anh em săn đón, là phiên bản đời đầu của dòng Sure, nên các bác và anh em biết tiếng nó chất lượng và cực kỳ hay và êm, tiếng rất là êm. Thì ngày hôm nay thì ở đây em đang có một cái đơn hàng cuối ngày hôm nay. Thì bác này đến từ Lam Sách Hải Dương, cũng khá là gần bên em thôi. Thì em cũng tiện đây em sẽ làm một cái video để test hàng gửi đi cho bác khách hàng có tên là Nguyễn Trung. Đấy, thì nếu mà bác đang xem được video của em thì nhớ để lại cho em một nút đăng ký kênh, nhớ bình luận ở dưới phần video nhé. Thì em xin giới thiệu cho các bác và anh em cái dòng Sure này. Nếu mà bác và anh em nào chưa biết đến cái dòng Sure UX8 này, một trong những mẫu mic không dây rất là hay, rất là được các bác và anh em ưa chuộng. Có những thời điểm cái dòng Sure UX8 này trên thị trường nó không có hàng, rất là hiếm các bác ạ. Vì anh em chuộng con này quá nhiều và các bác và anh em sử dụng con này quá nhiều, thế nên là hàng nó không về được, và thứ hai nữa là không có đâu mà mua được các bác ạ. Đấy, và có thời điểm vì cái con Sure UX8 này nó lên từ 2.8 triệu cho đến 2.9 triệu các bác ạ. Và bên cửa hàng Tùng Audio đợt này thì giá rất là mềm, và hàng về phục vụ tất cả bác và anh em yêu cầu luôn ạ, với mức giá chỉ có 2.300.000 đồng thôi ạ. Đấy, cực kỳ là rẻ luôn. Ở cái thời điểm này thì em nghĩ là đây là cái mức giá rẻ nhất từ trước nay với cái dòng Sure UX8 rồi. Đây là phiên bản hình thức tay mic các bác nhá, phiên bản tay mic này màu trắng này rất đẹp. Đấy, ngoài ra thì bộ đầu thu các bác nhìn thấy luôn, hình thức phiên bản màu đen với hai bộ với hai màn hình nhép, với phiên bản màu trắng phiên đấy, hai mặt màn hình nhép các bác và anh em hiển thị đầy đủ thông số để hiển thị cho hai cổng mic nhá, cổng mic 1 và cổng mic 2. Con này thì tiếng của nó rất là dày, một lát nữa em sẽ test luôn chất âm cho các bác và anh em cùng trải nghiệm luôn. Thì ở đây em có luôn hai tay mic các bác nhìn thấy luôn đấy nhá, rất là đẹp. Và ở đằng sau thì các bác nhìn thấy luôn này, đây là râu của anten này. Đấy, các bác và anh em nhìn thấy không? Dù nó rất là dài như thế này, rất là ổn định trong cái quá trình các bác và anh em sử dụng. Bắt mic cực kỳ xa và tốt nhé các bác nhá. Về độ bắt mic thì bây giờ em sẽ cùng các bác và anh em trải nghiệm luôn. Đây thì em đã chuẩn bị sẵn rồi, em đã lắp pin vào rồi, thì bây giờ em sẽ alo thử một chút để các bác và anh em cùng nghe cái tiếng của em Sure UX8 này, xem nó chất lượng đến đâu đúng không ạ? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quá ok đúng không ạ? Quá là ngọt ngào với cái dòng Sure UX8 này. Tiếng dày và nghe nó rất là thích tai các bác ạ. Đúng là Sure UX8, Sure UX đời đầu thì chắc chắn rồi, tiếng nó không thể chê vào đâu được nữa. Ngoài ra thì về cái giao diện, em nghĩ đây là một trong những dòng Sure một cái giao diện đẹp tuyệt vời nhất, hoàn mỹ nhất các bác nhé. Mua sử dụng cái dòng này thì anh em yên tâm về cái chất âm thì quá là tuyệt vời. Độ bắt mic ổn định này. Ngoài ra thì tay mic cầm rất là đằm đắm cho các bác và anh em sử dụng. Đấy. Tay mic em nghĩ con này cũng khá là nặng với cái tay mic của Sure như thế này. Rất là nặng đấy, không phải là dạng vừa đâu các bác ạ. Đấy. Sure UX8 đời đầu bên em đang có giá khuyến mại hữu nghị nhất là 2.300.000 đồng, để em đã nói rồi đấy. Có thời điểm nó lên 2.800.000, 2.900.000 cơ. Thì em nghĩ đây là một trong những cơ hội để các bác và anh em trải nghiệm luôn em Sure UX8 này. Đấy. Nếu mà các bác và anh em không lựa chọn cái cơ hội này thì chắc chắn đây là một điều rất là đáng tiếc cho bác và anh em sử dụng cái dòng Sure UX8 này nhá. Thì em cảm ơn bác Trung đã và đang ủng hộ bên cửa hàng Tùng Audio với bộ sản phẩm đó là Sure UX8. Em hy vọng là bác nhận được cái đơn hàng này thì chắc chắn là sẽ ủng hộ cho bên em nhiều hơn nữa các bác nhá. Thôi, video của em có lẽ em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm ủng hộ bên Tùng Audio Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại.